Hôm nay Sườn Đại Hàng, Sườn Đại Hàng nướng, con mình nó nướng ướp dễ lắm. Ra mua Sườn Đại Hàng ở ngoài chợ, rồi mua cái sót Đại Hàng bỏ vô ướp, rồi mình ướp mặn, ướp lạc gì đó rồi ướp, rồi bỏ vô nướng sơ sơ thôi. Đó, nước ăn với bún với đồ này kia, thấy không? Ok thôi. Đó. Ngon. Nhưng chung cái bún cho đỡ ngán hạn. Dễ ăn lắm. Bún nước mắm. Mắm ai là không biết làm. Muốn mặn, muốn lạt, muốn ngọt thì cũng bỏ vô ăn. Không. Bún ăn với thịt thường vậy thôi. Nó thường không cũng được. Ăn gì cũng được. Bạn trường không nó ngán đó. Bún rồi đỡ ngán rồi. Con của mình nó nướng nó giỏi lắm. Giỏi hơn mình nhiều á, mới ra kỹ sư cùng mới đỡ. Ăn vài miếng thấy non. You guys American people, you know, you go to Asian market, you say Korean drip, give you some sauce to put together, bring home, put together. Ten, 20 minutes, and then put on a reel and eat. That's it. Easy. Ăn thịt không cũng ngán. Nhưng với bún ngon hơn. Này kêu Sườn Đại Hàng nha. Korean and Reef.
mấy bạn nghe đâu trên mạng nước Mỹ vỡ nợ vỡ nét gì, mình vẫn sống là sống. Nếu thằng là tiền nhiều quá đầu tư chứng khoán tỷ này qua tỷ kia đó, nó mất tiền nó mới sợ. Mình dân thường mà ăn thua được. Chạy nha. Bye bye các bạn.